Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0986228901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích tay dài nhỏ gọn nha mọi người. Mẫu này thì dành cho anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Em này đến từ thương hiệu của Tanaka này, hãng Start này nha mọi người. Đó. Mã số của em này là 3352 nhá. Em này thì đường kính bê tông là 37 ly và 33cc nha mọi người. Đặc điểm của đời này là nó có cái núm bơm xăng phụ này, và thứ hai là có trợ lực lớn này. Đó, nên là anh em sử dụng trong gia đình, thứ nhất là trọng lượng vừa đủ khoảng 4 kg nha mọi người. Và thứ hai là giật rất là nhẹ nhàng, nhạy nổ, dễ sử dụng, dễ xài ha. Đó. Và lam của em là được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặt cắt cây là 35 cm, xích được sử dụng xích chung 91 nhá. Lam xích khá đẹp, các đầu rãnh lam chưa có bị dập đầu và chưa bị tè đầu lam, và nước sơn còn nguyên trên cây lam nha mọi người. Đó, và xích còn khá là dày ha. Xích này thì em đã rũa sẵn về, anh em chỉ việc sử dụng nhé mọi người. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Tăng xích của em này nằm tại cây lam này, rất là thuận tiện, anh em chỉ việc lới lỏng con ốc này ra, mình thò vít ra đây, mình tăng giảm xích tại lam luôn nha mọi người. Đó, gọn lẹ thuận tiện ha. Bên phía mặt máy ốp lam em mặc thương hiệu vẫn còn này, 3352 này. Rất là sáng nha mọi người. Đó. Thì các tem hướng dẫn sử dụng bên trên này ha. Lốc mặt tiền đấy nha mọi người. Tình trạng máy là ring nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rũa nhá. Thì đằng trước là thiết kế cho mình cái núm bơm xăng, ở dưới cái núm bơm là cái chốt e này. Đó, để lâu hoặc cái xăng mình sẽ kéo ra như thế này, giật nó ho một tiếng mình đẩy vào là xài bình thường ha mọi người. Đó, là lốc mặt tiền đây. Đó, rất là sáng nha. Đó, thì đây là thiết kế cho mình lắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha. Còn đằng sau nắp màu đen này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích nha mọi người. Bên phía chụp giật thì các tem mà thương hiệu vẫn còn nha, Tanaka này, Start này, Made in Japan này. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản nha mọi người. Đó, đặc biệt là có trợ lực lớn, nên là những chú nào có tuổi thì nên sử dụng mẫu này. Rất là nhẹ nhàng, nhạy nổ luôn, kéo nhẹ là nổ à mọi người ha. Đó, còn những anh em nào mà gọi là thích nhẹ nhàng thì sử dụng em này luôn ha mọi người. Công tắc nằm đằng sau này nhá. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy ha. Giá của em Tanaka Start 3352 này, đó là 2.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986228901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ em sẽ khởi động ha. Xuống là tắt, đẩy lên là xài. Anh em nghe ha, ganti êm ấm và ha, máy rất là rát bốc nha mọi người. Đó, và mẫu này nói chung anh em sử dụng trong gia đình ha. Hàng Tanaka này thì tiết kiệm nguyên liệu cũng rất là tốt nha mọi người. Đó, đặc biệt là nhạy nổ, dễ sử dụng nha mọi người. Đó, đây, từ các con ốc này nhầm thế thế, nước sơn vàng còn nguyên luôn, rất là đẹp. Đấy, thì em sẽ khởi động lại nhá. Em Tanaka đó, 3352 nha mọi người. Giá của em này là 2.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích này liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.